Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thanh Nuria. Các bạn có một dự án mình đã bỏ quên và thực sự là mình phải nói lời xin lỗi với anh em vì dự án này mình bỏ quên và rất nhiều anh em kênh chúng ta đã min cái con NFT của con Dbot này. Đến thời điểm này thì nó cho claim nhưng mà mình bị quên. Chưa bao giờ mình gặp một cái tình trạng như thế này và thực sự cần phải xin lỗi anh em trong vấn đề mà nó đã đi sàn rồi. Tuy nhiên rất may là giá nó cũng lúc đi không cao. Anh em thấy lúc đi là rất là sập và bây giờ thì giá được đẩy lên rồi. Vì vậy là thực ra thì nói là mình có lỗi nhưng mà thực tế ra thì chúng ta có thể nhận ra một vấn đề, đó là có khi lại là may, đúng không ạ? Đấy, thôi may hay không may thì chúng ta sẽ cùng nhau cười lên. Các bạn nhớ kết nối ví này, ở đây mình sẽ thao tác lại. Bước đầu tiên chúng ta sẽ kết nối ví của chúng ta. Ở đây thì khả năng chọn OKS Credit đi. Đấy, chúng ta chọn kết nối này. Rồi các bạn ký ở trên ví chúng ta. Store bước ký này thì anh em sẽ thấy là các bạn có được claim hay không thì nó sẽ hiện đây. Ở đây thì không được claim đối với ví này đúng không? Nhưng mà mình có một cái ví khác, mình sẽ chuyển sang ví này. Ví này thì lại là ví mình được claim. Đó. Mình kết nối lại. Đây. Vẫn là cái ví này. Để xem nào. OK, đây ví này thì không được, mình sẽ dùng một cái ví khác nhé, ví MetaMask đi, MetaMask này, ví này hợp lệ, OK, đấy ví này thì mình được claim nhé, anh em chuyển sang mạng Ethereum cho mình nhé. Ta sẽ cờ thêm lên trên mạng Ethereum và hiện nay thì mình IVB là 275 token. Con số này thì hơi ít một chút. Các bạn có thể add cái con Dbot này vào ví luôn này, thêm vào ví này. Đấy rồi chúng ta quit nhé. Quit đây. Đấy, các bạn sẽ nút confirm. Thì hiện nay thì anh em claim thì không mất phí. Ta xác nhận đi. Đây là claim trực tiếp về ví cá nhân chúng ta. Còn cái bước mà chúng ta đã claim về kia thì cứ lên về sàn thì không được phép luôn. Mình mất khoảng 3 đô phí rồi. 3 đô tiền phí nhá. Đấy, thôi chịu vậy thôi. Cái cơ lên về ví thì mất phí là cũng đúng thôi. Ngày hôm qua nếu chúng ta cờ lên thì sẽ không mất phí. Tuy nhiên là giá thì lúc mà ta bán làm sao được bằng giá bây giờ, đúng không? Đấy. Đây, mình đã tương tác thành công này. Cờ lên thành công rồi đấy. Và bây giờ bot thì đã có trong ví rồi, đúng không? Anh em thấy bot ở trong ví rồi. Và lúc này đây, lúc này các bạn có thể làm nên đây chỉ là mở khóa một phần thôi. Đây mới chỉ là một khóa một phần, anh em lưu ý nhé. Mới chỉ có mở khóa một phần thôi và còn rất nhiều phần nữa chúng ta sẽ còn mở khóa trong tương lai. Đấy. Đây chi tiết hợp đồng nhé. Đuôi là C69 này. Bây giờ các bạn sẽ cùng với mình chúng ta làm lên trên sàn nhé. Slack vậy. Rồi. Đây, mình chọn tối đa này. Tiếp tục. Chờ chút mình thêm cái này ghi vào đây nè. Lưu nhé. Chờ chút mình copy lại phần địa chỉ ví gửi cho nó chắc. Nhớ lộn cái gì. Ăn cám luôn đấy. Đây, chắc là sang bên này đi. Mình sẽ vào bên này mình gửi. Gửi ví OKS Collect đi. Quản lý này mình thêm cái con chắc của nó vào. OKS Collect nếu không hiện thì chúng ta sẽ thêm nhé. Quản lý này. Đây. Thêm tiền vào hóa, đây là xe người. Xác nhận. Đấy, được chưa? Mình còn có còn cả con MITH này. Không biết đâu ra, nhận lúc nào cũng không biết này. Rồi, bây giờ mình sẽ nạp cái con bot này lên. Đấy, các bạn nhớ copy cái phần địa chỉ ví và chúng ta sẽ nạp lên này. Đây. Con bot. Đây để quản lý bỏ bớt cái mấy cái thừa đi nhá. Thôi, hãy cứ để nhỉ. Đấy nhá. Bot này, nạp lên. Bitcat này, TH đúng chưa? Rồi, OK.
Đấy, bây giờ mình sẽ nạp lên nhé. Lưu ý là min thì không lo rồi, xác nhận rồi. Ok, mình nạp lên này. Thì bên này phải đủ 12 confirm thì mới lên được sàn nhé. Mình nạp lên Bitget. Đây mình thấy cho anh em xem tổng phí nhá. Phí đầu tiên là cái này là phí phí gì nhỉ? Tương tác hợp đồng thông minh à? 16. Cái này tương tác này, hết phí ga này, hết 3 là 4 đô này. Đấy. Còn ở đây này, ở đây cái lệnh vừa rồi chuyển bot này. Thì vẫn đang chuyển đi đúng không? Đây mở cái head giao dịch ra để xem nhé. Sẽ biết còn 4 xác nhận này này. 4 xác nhận và phí hết là 1,69 đô. Như vậy là hết rơi tầm khoảng cỡ độ khoảng cứ gọi là 5 đô rưỡi đi. Gần 6 đô. Đấy. Gần 6 đô để mình có thể claim được nhé. Và bây giờ mình sẽ renoise ở đây cho là nó đã lên nạp tiền lên cho nhé. Rồi bot đang lên này, xác thực 5 trên 12 này. Đấy. Anh em tương tự các bạn tiếp tục chúng ta claim và chuyển lên sàn nhé. Lưu ý với anh em là chúng ta vẫn còn một cái lượng nữa chưa mở khóa. Với cái lượng này thì nếu mà tính ra là được thêm khoảng hơn 100 đô nữa. Đấy. Không biết là lãi lỗ hôm trước mình min, không biết là lãi lỗ. Hôm trước là 0.3 thì hát úi rồi lỗ chọc bó đây. Nhưng mà thôi không sao. Bây giờ thì chịu vậy thì biết sao anh em. Dạ. Yeah. Tới này điểm này đang lỗ chọc bó ra rồi. Đấy. Thôi chịu khó vậy. Đấy. Ok, bây giờ thì mình sẽ chia sẻ đến anh em video hướng dẫn. Cảm ơn anh em theo dõi video và xin chào các bạn tiếp theo.